Vâng, xin kính chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu mình là Thanh Bình, đến từ Sao Hit Music. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm nằm trong phân khúc giá rẻ của hãng Eco, một cái thương hiệu rất là lớn và rất là nổi tiếng đến từ Italia. Và trên tay mình đây là cây Eco với số model là Eco 1D Vintage Buds. Có nghĩa là cây này được thiết kế theo dáng Dreadnought, nghĩa là dáng D, với bản thùng đầy như thế này. Và cái đặc điểm của những cây đàn mà có cái bản thùng mà nó đầy đặn như thế này thì hứa hẹn sẽ cho ra một cái âm thanh nó rất là vang và rất là đầy đặn ha. Rồi, mình xét tổng quan về cái phần thiết kế. Thì như mình đã nói là nó được phủ một cái lớp sơn bóng như thế này, rất là hoàn hảo. Các bạn có thể thấy là cái ánh đèn nó phả vào ha, nó rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Đây. Rồi thêm nữa là những cái chi tiết, ví dụ như là cái góc cần ở phía sau, nó rất là vuông vắn. Đây, nó rất là vuông vắn, rất là tinh tế. Thì để chúng ta khi mà chúng ta chơi ở những ngăn cao thì cái việc mà ôm vào đây nè, nó rất là tiện nhé. Rất là tiện. Ok. Và cái màu cũng vậy. Cái màu này là màu, mình gọi là màu màu vintage, có nghĩa là màu cổ điển. Màu cổ điển. Đó, vintage bird có nghĩa là cổ điển, cái màu cổ điển. Tiếp ha. Về phần thiết kế rồi là mình đã nói rồi. Còn bây giờ mình sẽ nói về phần cấu hình. Thì cây này sở hữu mặt top phía trước là mặt gỗ thông ha. Còn phần hông và phần lưng, phần hông và phần lưng thì nó được làm từ gỗ mahogany. Đó. Mặt top là gỗ thông. Đấy. Nó rất là đẹp nhé. Nhìn ở ngoài nó có thể là đẹp hơn ở trong clip á. Rồi, cái phần hông và phần lưng này thì được làm từ gỗ mahogany. Ok. Cần đàn cũng là cần mahogany luôn. Rồi. Ở cái mặt tút ở phía trước, mặt tút phía trước và cái cầu ngựa ở phía dưới thì được làm từ gỗ rosewood. Indian rosewood. Cái điều mình thích ở cái đàn này đó là cái bộ khóa. Thì thay vì là cái bộ khóa màu đen đen chúng ta thường thấy nó bằng nhựa thì cái này là bằng kim loại nhé. Nó bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa nhé. Và trên đây nó có khắc logo của hãng ở trên đây. Logo của hãng Eco nằm ở trên đây luôn. Rồi. Thì cây này nó cũng nằm trong chuỗi Series 1 của hãng Eco này. Đó, và cái con này thì do nó nằm ở phân khúc giá rẻ nên nó không có EQ. Tuy nhiên nó sở hữu một cái âm thanh nó rất là hay. Điểm và cái sự nổi bật của cái dòng sản phẩm của hãng Eco này á, là mình sẽ nói về cái độ hoàn thiện. Độ hoàn thiện thì những cây Eco mà được ra lò á, thì lúc nào cũng vậy, người ta kiểm định rất là kỹ. Nghĩa là như trên đây nè, nó sẽ có một cái bộ giấy tờ đi kèm cây đàn. Lúc nào cũng vậy, mặt trước là cái biểu tượng logo của hãng nè, mặt sau là bao gồm cái mã QR nè, rồi cái nơi sản xuất, có địa chỉ sản xuất. Cái này là giống như một cái phong bì, ở trong nó sẽ có một cái tờ giấy, một cái tờ giấy kiểm định. Kiểm định. Đó. Tờ giấy kiểm định nè. Inspected. Ok. Thì ở đây các thông số của cây đàn á, người ta đã kiểm tra và người ta đã để trong đây hết rồi. Người ta đã check hết cho chúng ta rồi. Đó. Nói chung cái khi mà anh em mua đàn thì chịu khó giữ lại cái bộ giấy tờ này nhé, để mà hãng người ta sẽ bảo hành cho chúng ta trong trường hợp mà đàn gặp vấn đề. Đó. Rồi các chi tiết như là cái trên cái đầu cần đàn nó có inlay logo của hãng Eco. Thì ở đây cái logo này người ta cẩn sạch cừ luôn và ẩn chìm nằm bên trong. Đó, dưới ánh đèn thì chúng ta có thể thấy cái sự lấp lánh của nó nè. Rất là đẹp, nghĩa là cái độ hoàn thiện của cái đàn này nó rất là ok.
rồi các chi tiết như khóa hay là chốt đeo dây cũng có đó, khóa chốt đeo dây nó rất là tỉ mỉ ha. Rồi dây trên đàn thì theo quan sát của mình thì dây trên đàn được gắn là dây radio anh em ha, dây radio thôi đó. Những cái bộ khóa như thế này thì cái độ bền nó rất là cao, khóa như thế này đặc biệt là cái này nó bằng kim loại nè, tâm ra là nó sẽ rất là bền. Rồi để mình sẽ nói về cái phần âm thanh một cái xíu ha. Thì vì nó là dán D mà đầy như thế này thì cái âm thanh của nó rất là ổn định. Thì đó là tổng quan về cái phần âm thanh của cái đàn này. Nói chung là nó rất là ổn định trong tầm giá. Hơn 3 triệu một tí xíu trong một cây đàn như thế này thì mình nghĩ là rất đáng để mua ha. Nó chỉ hơn 3 triệu một tí xíu thôi. Cuối clip mình sẽ công bố giá cho anh em biết ha. Và tiếp nữa là chúng ta sẽ bàn đến cái action của đàn. Thì cây đàn này nó sở hữu một cái action khá là thấp đó. Khi nhìn bằng mắt thì chúng ta có thể thấy ha. Cần thì tất nhiên là nó sẽ thẳng rồi. Rồi, mình sẽ test thử cái action của nó. Nghĩa là bằng cách mình bend dây như thế này. Đó, nó rất là thoải mái. Rồi, đó là dây 3 ha. Mình bend dây 3, bend dây 1 thử xem nè. Đó. Rồi, bend luôn ở trên ngăn cao đi. Dây 1 ở trên cao nó cũng vậy, ok ha. Thì chỉ những cây đàn mà có action thấp thì mình mới bend dễ vậy thôi, chứ mà action nó cao quá thì chắc bend không được. Thì mình đã review rất là nhiều sản phẩm của dòng này rồi, nên ở cây này thì nó chung quy nó cũng là như vậy ha. Nó chỉ là không có EQ thôi. Ở phiên bản có EQ thì shop vẫn có bán các bạn nhé, nhưng mà giá nó sẽ cao hơn. Còn cái này là bản không có EQ nên giá nó sẽ rẻ. Ở trong đây người ta vẫn còn có cái gói hút ở trong đây nhé. Rồi, và đây là cái phần mình báo giá cho sản phẩm này. Thì hiện tại là bên shop mình đang bán cây đàn này với giá là 3.4 triệu. Và mình cam kết là sản phẩm luôn luôn là hàng chính hãng các bạn nhé. Thì giá là 3.4 triệu cho một cây như thế này. Đó. Nói chung là trong tầm giá này thì đây là một cây đàn khá là chất lượng. Từ cần đàn, thùng đàn, nước sơn, chất liệu, nó rất là chất lượng. Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo là 0373744385. Hoặc anh em nào muốn trải nghiệm trực tiếp thì đến với shop của mình tại địa chỉ là Southeast Music 747 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có những ship code toàn quốc cho anh em nào ở xa và muốn mua đàn. Và khi mà chúng ta mua đàn ở xa thì chúng ta được quyền mở hàng ra chúng ta kiểm tra. Sau khi kiểm tra rồi chúng ta mới thanh toán cho nhân viên ship hàng. Đó là tổng quan về cái đàn này. Và mình xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại các anh em trong những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt các anh em.